trong tâm tình chia tay để Cha ở lại, chúng con ra về. Cha đi về xứ Phước Hòa, lực biển luôn mãi nhớ hoài tình Cha. Trong giây phút ngắn ngủi này, con không biết nói gì. Vẫn biết rằng một khi đã có hội ngộ, ắt sẽ có chia ly. Đó cũng là lẽ thường tình. Vậy mà sao lòng người lại lưu luyến đến thế, Cha ơi? Nhưng với tất cả sự chân quý, con xin được kính chúc Cha luôn dồi dào sức khỏe, bình an và tràn đầy phúc lộc của Chúa. Và sau đây chúng con xin chia tay Cha bằng một vũ điệu bài ca chia tay. Bỏ lại thế giới này, ta chẳng nuối tiếc vì ta đã được gặp nhau. Nào bạn hiểu.
yên bình cùng với tay chào. Xin hẹn mai sau gặp lại cho đừng khi vâng, tiếp tục vừa rồi là các chương trình văn nghệ nữ xứ hôm nay. Chúng con cảm ơn